ngày bao nhiêu người gào khóc, bao nhiêu người đói, nhưng mà thực sự chúng ta phải mang ơn những người chiến sĩ, những người đang lăn lộn ngoài đó. Thực sự các bạn, cái Covid biến chủng mới nó lây kinh khủng các bạn. Ngày xưa là mất từ 10 tới 15 phút mới lây được, bây giờ 30 giây thôi các bạn. Tôi bị nhiễm, tôi nói tôi bắn nước miếng qua các bạn là các bạn dính ngay. Chúng ta phải xem Covid bây giờ nó không phải là cái dịch bệnh, chúng ta không xem là cái thứ gì đó vô hình mà hãy xem nó hiện hữu, hãy xem nó là một cái thứ như là chiến tranh các bạn. Thì vừa rồi tôi đi xét nghiệm Covid, tôi mới nghĩ trong đầu á, nếu mà hôm nay có đi vô á mà có ai hà khắc với mình á thì mình cũng cảm ơn họ, mình cúi đầu cảm ơn họ. Những người bạn của tôi làm bác sĩ bây giờ thực sự là tôi để tim dành cho họ các bạn. Những người bạn của tôi làm công an để tim dành cho họ. Tại vì có họ thì mình mới được ngồi yên ở nhà. Nếu bây giờ không có những người đó, chúng ta chết hết các bạn ạ. Chúng ta chết hết ấy. Các bạn có biết có những người ở đầu tuyến á, 2 tháng rồi họ không được về nhà các bạn. Xa gia đình, xa con mình, xa ba má mình, xa vợ mình trong vòng 2 tháng các bạn. Mà ở cái chỗ có thể chết đó các bạn. Đúng kiểu đang đánh nhau luôn. Nhưng bất ngờ là gì các bạn? Tôi vào những bạn làm bác sĩ họ rất là nhiệt tình luôn. Cái này đúng là cái kiểu là đúng là bản chất cái thời điểm mà dân tộc đoàn kết lại á, họ không được phép bực mình các bạn. Họ yêu thương nhau kinh khủng luôn. Thời điểm này chúng ta nên trân trọng cái việc cuộc sống chúng ta. Chúng ta phải biết ý thức bảo vệ bản thân mình, gia đình mình. Ưu tiên thế hệ trước là ba má các bạn. Làm ơn là phước, cái gì không cần thiết đừng đi ra ngoài. Tôi mấy ngày trước tôi còn chán, tôi lái xe tôi chạy vòng. Tôi lái xe vòng vòng, tôi đi chợ, tôi mua đồ. Bây giờ thực sự tôi không đi ra được. Tôi không muốn làm gánh nặng cho xã hội các bạn. Đầu tiên phải trân trọng, mình ý thức cái câu chuyện đó, mình ý thức bảo vệ những người lớn tuổi. Các bạn chú ý những người lớn tuổi, hãy nói cho họ hiểu. Hãy nói cho họ cố gắng ở nhà đi, đừng đi ra ngoài nữa. Đừng đi ra ngoài. Và thứ hai, chúng ta hãy tôn trọng những người đang làm, yêu thương họ, động viên họ. Phải mang ơn nữa các bạn.